Dạ, một lần nữa thì xin thay mặt cho nhóm anh em xin gửi đến tất cả cô bác, cộng đồng mạng, khán giả xem kênh của anh em chúng tôi với một lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào thân ái. Thì hôm nay Thanh Phương cũng đã gặp anh Nguyễn để nói hết lên cái nỗi lòng của anh muốn gửi lên các cô bác về cái công việc của chị Vân và anh Nguyễn mà quý vị đã từng xem những clip trước và xem kênh của các anh em khác đăng tải. Hiện nay chị Vân đang công kích anh Nguyễn rất lớn, rất nhiều và đưa ra những cái lời thô tục phỉ báng anh, thậm chí là những cái chuyện chăn gối trong gia đình của vợ chồng thì chị cũng đưa lên trên mạng xã hội và nói rất là thô tục. Bên cạnh đó mất đi cái nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt Nam đó. Về thánh tính thuần phong mỹ tục, đặc biệt là người phụ nữ là phải duyên dáng đó, làm như thế nào đó để xứng đáng là phụ nữ Việt Nam, thì chị lại đem cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam đem là trước cộng đồng để làm những cái hình ảnh mà thật là xấu xa, làm cái xã hội lên tiếng và cộng đồng phẫn nộ. Bên cạnh đó thì là chị là có một cái tính chất mang tính chất lừa dối cộng đồng và lừa dối mọi người. Chị là 6 đời chồng và chị nói là chị là 2 đời chồng và chúng tôi đã xem xét và đặc biệt là những cái người chồng của chị đã lên kênh của anh em chúng tôi và đã từng điện thoại cho chúng tôi để nói rõ về sự thật cái câu chuyện của chị. Thì ngay bây giờ mình xin phép mời của tất cả các cô chú anh chị em và các bạn nghe cái lời thoại của người chồng thứ ba nói với cái anh Nguyễn là người chồng thứ 7, như thế nào vậy em? Theo sự yêu cầu của anh chồng thứ ba là muốn nói chuyện với người chồng thứ 7. Và theo lời cái yêu cầu của người thứ ba là anh chồng thứ ba đó muốn nói chuyện với anh Nguyễn là người chồng thứ 7. Người chồng thứ ba ở Bến Cát nha. Alo. 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 Anh là anh chồng chị Vân hôm hôm rồi gặp em nè. Đào Đức Di. Alo. Em nè anh ơi. Hôm rồi em có hỏi anh thăm anh á, em bên chương trình á. Thì hôm rồi anh có nói chuyện với em vấn đề chị Vân đó nhớ không? Bây giờ anh Nguyễn nè là anh có muốn gặp anh để nói chuyện với anh tâm sự nè, đâu nói chuyện với anh nha. Rồi. Xin chào anh. Anh nói gì thì đặt bài văn cho cộng đồng mạng đầu ta nghe giùm coi. Hả? Anh nói lớn lớn lên. Nghe nhỏ hả? Nó lớn lên, chứ nó lớn lên. Nãy nó nghe lớn bây giờ nó nhỏ quá. Vậy đó hả? Bây giờ anh nói cái hoàn cảnh của chị Vân cho cộng đồng mạng ta biết giùm cái anh mình. Nói đây rồi để lên bả nói xấu tôi quá trời, bả đi rồi bả tôi không có dây nói xấu quá tiếng nào cho bả nói xấu tôi quá trời nè, anh làm chứng anh nói giùm hoàn cảnh của bả cho người ta biết giùm coi. Anh phải nói từ đầu mình mới hiểu được chứ anh nói ngang không thôi mình đâu có hiểu gì đâu. Vậy anh này là anh Nguyễn anh ơi, anh là anh Nguyễn là chồng thứ 7 của chị Vân đó. Là anh muốn anh nói cho anh biết về chị Vân là trước đây sống với anh thế nào và chỉ ra đi thế nào. Dạ. Có giống như anh Nguyễn không? Có giống như anh Nguyễn không? Nói giờ nói nhiều là Vân thì bây giờ không có cái đường nào để tá mình nữa. Anh có lấy vợ bạn không? Bà nói anh lên kênh của người ta nói anh lấy vợ của người bạn này nọ đâu, bà biêu xấu ông luôn kìa. Nói không có, bà bây giờ nói thiệt như thật sự ra là không biết cái đường nào để mô tả cho bà là ra con người, không ra người mà ngộ không ra ngộ. Vậy đó hả? Bà nói ông chồng thứ ba lên nói xấu tôi, nhưng mà ông tốt lành gì, ông cũng đi lấy vợ bạn là cái đó rồi. Bà nói vậy đó. Nó tự nó đi mang về đây nữa với tôi mười mấy 20 năm rồi tôi nuôi nó cù cú chứ đâu phải là ăn rượu chơi không, đâu phải là nó làm cái gì. Dạ. Còn nó còn không chịu nữa, nó làm cái gì. Thật sự với anh nó đi là tôi mừng người chết. Anh mừng lắm em. À. Dạ. Tôi giờ nó đi là tôi quá mừng luôn. Dạ. Bây giờ anh Nguyễn á, ảnh cũng ấm ức hổng gài về bây giờ chỉ lên kênh chỉ nói xấu anh Nguyễn rồi nói xấu anh luôn, hai người là đàn ông là của chị, bây giờ chỉ lên kênh chỉ bán đứng luôn rồi. Bây giờ cho nên là ở đây
Anh Nguyễn muốn gặp anh để anh nói hết sự thật cho cộng đồng biết. Thì sự thật gì nó thì nó ở đâu, nó theo ông nào ở đâu đó rồi nó về đây nữa với tôi mười mấy năm. Dạ. Thì hầu nó mới về thì nó thâu ly dị chồng rồi. Dạ. Rồi tôi mới cô mang đùm bọc nó mười mấy năm. Dạ. Cô cứu ở nhà chơi không thì đâu. Ở nhà chơi không. Rốt cuộc ngay cái mùa dịch là tôi bị cấm cung ở trong công ty, nó nhà nó đi theo trai tiếp. Trời ơi. Đó, gà dịch đồ diễn bán hết rồi, còn bỏ nhà bỏ cửa đi theo trai. Những đi lưu lạc, đi bây giờ nói thiệt với anh, tôi không biết tá cái đường nào để cho nó hợp tình hợp lý. Thật sự. Mà anh ơi, ở với anh bả có nhậu không? Hả? Ở với anh bả có đi nhậu không? Lầy sợ luôn, tôi nói thật với anh, tôi sợ nghe tới đó là nhung xương sống. Bà xuống lại tôi có ba bữa, năm bữa bà nhậu hết ba bữa rồi. Ngày nào nó cũng nhậu, ngày nào nó cũng uống. Thứ nhất là cái thứ nhất là thấy trai là khỏi nói luôn. Trời ơi. Trai là phải nói đứng số 1. Trời mê trai lắm hả? Mê trai lắm. Trước đây không nghe cái đó nói cái đó, bà đều miệng lưỡi nói ngọt ngào này kia, mình thấy tội nghiệp, mình thương bà, mình đem bà về mình chăm sóc, mình nuôi bà, không ngờ bà đi lên trên đầu, bà về cảnh rồi bà này lại nói xấu cho mình. Tôi giờ nói thật sự chứ bây giờ bên cộng đồng mạng mà cần cái tin tức gì là tôi cung cấp, tôi bao đám, tôi nói là tôi chịu, nhưng bao giờ tôi từ chối. Dạ. Nói bà nói giờ bà quen cái thằng người chồng nào đó cách đây 16 tuổi, lúc Hồng còn 16 tuổi ở Kiên Giang, và bà xuống với bà ở chứ. Tôi nói với mấy anh biết là tôi nói cứ già trẻ gì không còn biết, cứ chịu là lụm, như bất cứ già trẻ bé lớn là cứ nô là quốc thôi, chứ không có nói chuyện. Trời mà bà lên trên anh ơi, bà lên trên bà phe coi nhà bà giàu lắm, nhà đúc rồi nuôi 100 con gà đá rồi mấy chục con heo rồi xe du lịch đồ dữ lắm rồi, anh thấy có không? Đúng gì không? Lấy đồ ra có. Phải. Đây không có dốc láo cộng đồng mạng rồi đó. Đi lừa đảo người ta ngay như lấy đồ ra có. Đấy về sống tôi mấy bữa tôi đưa tao 2 triệu đi chợ mà bà mua đồ làm nấu 2 mâm đó mà bà lên cộng đồng mạng mấy cái kinh kia mới nói là tôi không có đưa tiền cho bà. Trời ơi, đưa tiền cho nó là cũng như đốt lá dưới sông. Bà vậy cứ mà người bán như vậy rồi sao mà ông bà để cho bà câm mà nó rồi đi lên cộng đồng mạng lừa gạt người này hết tới người kia. Cũng vậy, bây giờ chỉ có nhờ cộng đồng mạng chặn đứng nó lại không, chứ bây giờ nó đi mình cũng đâu có biết là nó đi đâu, nó làm gì. Anh chỉ có thấy là nó xuống ở với anh đó, anh lên mạng là tôi chặn liền, tôi nhắn tin với anh Nguyễn đó là tôi chặn liền, tôi nói để giúp cho những người thật tình, bọn đó là nó lừa đảo, đó cái giò của nó là nó đi nhậu, nó đi theo tay, nó nhậu xong về nó đung đung có té vậy. Rồi hết rồi, tôi thả hết tiền. Qua máy bên này hết tiền rồi, cô bác anh chị không cảm. Hết tiền rồi. Thì theo cái tình hình gì đó là anh thấy là người chồng thứ ba nó đúng sự thật không? Đó ta đã minh chứng sống rồi đó. Cho nên là thì anh nói chuyện tiếp rồi, đi. Rồi để alo. Dạ máy kia hết tiền không cảm nha anh. Để tới anh nói đi máy này đi. Rồi biết không? Bà chút này mấy bữa cái bữa cuối cùng ta anh ở trên thành phố nó tài trợ cho bà mấy chục triệu mỗi giò đó, tài bà gấp gúc bà nhậu vô bà kiếm chuyện rồi bà ra đi, rồi tôi nói đi thì đi, còn nếu mà tôi không có đi làm lên tôi nuôi cho, rồi có gì đâu vợ chồng thương nhau rồi nuôi nhau. Bà nói thôi đây để lên trển anh kia có mướn người nuôi rồi đó. Rồi. Tôi trai nuôi. Rồi xong hết cái lành rồi bắt đầu nó đi nhậu tiếp, đi theo trai nhậu tiếp, gãy như cái xương vai, cái tay nó sụi xuống đó. Rồi.
Bây giờ anh phải nói lên cộng đồng mạng rồi gặp bà tránh bà ra giùm, chứ bà người là đi lường gạt là các nơi các tỉnh đó. Trong một ngày nó ba kênh rồi. Giúp đỡ những người lương thiện, những người đàng hoàng, chứ còn những cái dạng lừa đảo đó thì để cho nó vậy đi, đừng giúp đỡ. Nói với tôi nó thiệt với anh chứ, quần áo tôi thật sự với anh chứ, cứ quần quần lót nó tôi phải mua sắm cho nó chứ đừng, không có làm gì hết. Chứ cái giò bán đâu có coi vô con ra mà làm gì được nặng. Thì vậy, không có làm gì được nặng, ở nhà nó đầu đi cặp thằng này đá, nó cặp thằng kia. Bà vậy về đây bà giặt bộ đồ của bà, quên cái tao đồ giặt mà bà đi còn không muốn nổi rồi mà bà về tôi tao để tôi đi. Giờ là tôi cũng cầu chúc cho những đấng mày râu là thấy mặt bà nên sáng xa ra giùm. Bây giờ bà già như bà là mốt của bà đi rồi lúc đó hối hận. Này tôi cũng nhờ là trên cộng đồng mạng là chia sẻ giùm cho rộng rãi ra để cho những thấy mặt bà là tránh xa ra giùm. Đấy là bà lên cộng đồng mạng bà than bà khóc lóc bà nói bà nghèo quá kiếm tiền bà ghi số chạy xe gì thì không ngờ bà lời nó giúp người ta bà lừa gạt người ta đó thì đi ăn đi nhậu đi cầm tay cầm kia mới té gãy giò đó chứ không có dễ gì hết phương bà không nó cầu 80% chứ đừng nói chuyện bảy thằng rồi 80% quá trời nhậu mà gì đâu mà không có mà nhậu là khó chứ nhậu vô là gặp thằng nào cũng gặp kè là quốc không có nói chuyện nhậu là hốt chứ không có hừng sáng mới 6 giờ mấy 7 giờ ngủ người ta nhậu rồi giờ thằng bá đi bó nó đi tốn là cũng còn tốt phước rồi đó thật sự nhà tôi không có tôi nghèo anh ơi không có tiền của hết trơn á đây là nó thật sự với anh bả sống như tôi trời ơi sự hôm đó tôi ở trong công ty ở nhà nó đi già tôi mừng chết luôn chứ có luôn tôi cũng tâm sự với anh vậy nên ở với tôi là mười mấy năm rồi tâm sự với anh rồi con gái nó còn khuyên tôi nó bán khúc đánh bạn vậy rồi thôi bỏ học có nó cũng kêu tôi bỏ mà rồi con gái nó thương tôi lắm nói với anh vậy đó, anh biết. Rồi, rồi, rồi 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 tôi cảm ơn anh rồi 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 rồi, rồi để vậy là cái câu chuyện của anh Nguyễn và cái câu chuyện của anh Nguyễn đã được phơi bày thì mong rằng tất cả các cô bác khán giả xem kênh hãy suy xét về cái việc làm của chị Vân thì mình cũng đã cùng với anh em đến trao số tiền yêu thương của cô Di Phượng Đức Hòa. Cô Di Phượng Đức Hòa đã gửi cho anh Nguyễn 1 triệu hồi nãy á thì để cho anh Nguyễn có cái số tiền để anh làm ăn. Thì một lần nữa anh Vương cũng xin chân thành cảm ơn các cô bác khán giả xem kênh đã chặn lòng thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn đã cố gắng làm lụng để vất vả mà có tiền. Nhưng mà không ngờ là đùng một cái vì một cái mối tình nho nhỏ trong cái thời gian ngắn ngủi mà đã đánh mất đi cái số tiền mà anh dành dụm mấy lâu nay. Thì cũng rất là may được khán giả xem kênh ủng hộ cho anh 1 triệu để anh làm vốn mới cái số ha. Thì hôm nay tụi em đến đây là đã hoàn thành trách nhiệm ha. Còn vấn đề mà cái nhà vệ sinh của anh á, anh nó lớn tuổi rồi anh muốn làm nhà vệ sinh thì sau này nếu mà có trường hợp á ai giúp đỡ cho anh thì em sẽ đến mang tin vui cho anh ha. Rồi cuối cùng là anh muốn có nói gì nữa không? Để cảm ơn cộng đồng mạng và tôi. Dạ sao anh dạ. Sao anh nói sao cảm ơn rồi cảm ơn tôi giờ dài... nhẹ ngào nức nở không nói thành lời hả trời. Kính thưa quý vị là sau khi mà cộng đồng mạng đã xem được cái clip này và cái cô Duy Phượng đã gửi đến cho anh cái món quà đó là 1 triệu đồng để cho anh là làm vốn mua bán cái số để có tiền xe Tết thì anh Nguyễn nghẹn ngào không nói thành lời quý vị và cái mơ ước nho nhỏ của anh nữa thì anh có thể nói cho bà con biết được không?
anh rồi, mơ ước của tôi nữa gì nhà cộng đồng mạng xem xét rồi, rồi tôi không có cái nhà, tức là nhà cầu nữa, nhà nhỏ lần mà để mùa mưa mùa gió đi cho nó gần. Nhà đi cầu xa quá. Ồ, có nghĩa là cái nhà anh là không có nhà vệ sinh. Không có nhà vệ sinh. Rồi cái nhà ở ở trong nhà anh ở sau hè không có mà đìa cá hả? Không có không, nhà cầu. Không. Trời ơi. Rồi mỗi lần đi cầu đi sao? Đi cách đó cả 200 thước. 200 thước. Thì nó có bắt cây cầu ở trong cái mương đường nước bơm nước của ta. Dạ dạ. Vậy thì em cũng xin ghi nhận đây, và nếu có mà ai giúp đỡ cho anh thì em sẽ mang đến tin vui cho anh ha. Cảm ơn. Rồi thôi mình chào tạm biệt bà con. Chào. Chúc quý vị sân kênh vui vẻ, nhớ ủng hộ like, chia sẻ và đăng ký theo dõi quý vị. Chân thành cảm ơn rất nhiều.